Thứ nhất, nếu như xét về máy phát điện xoay chiều thì cấu trúc đơn giản nhất mà như chúng ta thường nói với nhau ở những bài trước thì đây là cái xe đạp, đây là bánh trước và đây là cái dynamo xe đạp. Còn về nguyên lý hoạt động rồi cái tiến trình hoạt động nó như thế nào chúng ta đã biết rồi. Và đây là một máy phát điện xoay chiều rất đơn giản nhất trong cuộc sống chúng ta có thể nhìn thấy. Còn để trong công nghiệp thì trong những nhà máy thủy điện thì máy phát điện xoay chiều nó có kích thước lớn hơn rất nhiều so với cái dynamo này. Còn về nguyên lý hoạt động của nó thì hai cái thiết bị này là giống hệt nhau. Và chúng ta cùng nhìn đây. Cái máy phát điện ở nhà một cái nhà máy thủy điện nó to cỡ nào thì đây, chúng ta nhìn. Đây là kích thước của những người đứng công nhân đứng xung quanh và đây là những người công nhân đang tiến hành bảo dưỡng của cái tổ máy của nhà máy thủy điện Hòa Bình. Ở nhà máy thủy điện Hòa Bình thì cái phần mà cái máy phát điện của nó to đến như thế này so với kích thước của người của một công nhân vận hành. Câu hỏi đầu tiên thầy muốn hỏi các con là có gì giống và khác nhau giữa máy phát điện nhỏ như dynamo xe đạp và với máy phát điện khổng lồ như ở nhà máy thủy điện Hòa Bình. Ở nhà máy thủy điện Hòa Bình thì công suất thiết kế nó còn nhỏ hơn nhiều so với những nhà máy thủy điện khác trên thế giới như nhà máy thủy điện ở Trung Quốc hoặc ở Mỹ chẳng hạn, người ta có nhiều nhà máy thủy điện to hơn. Và về nguyên tắc các tổ máy nó sẽ còn to hơn như thế này.